Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là David, mình đến từ Fabric Team. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đầy đủ cách tải ví PicDefi về, cũng giống như là kết nối với giữa ví PicDefi và cái tài khoản của cá nhân mình trên trang web marketpic.com. Thì để mà tải ví PicDefi á, thì có hai cách. Một là mình có thể vào trực tiếp trên thằng trên App Store của mình. Đó. Còn không thì đây là gợi ý. Gợi ý của trang chính của MarketPick là đây là một trong những sản phẩm mới, một cái platform mới của MarketPick. Đây là platform PicDefi. Đây gợi ý cài đặt đây. Đây trang web PicDefi. Nó có sẵn Google Play và App Store và App Store. Đó, đây vào App Store của iPhone là có sẵn. Còn không, đây là mình có thể tải trực tiếp trên đây, còn không là anh chị em có thể vào App Store và search cái từ PicDefi là ra cái ví của mình. Đây PicDefi Wallet. Anh chị em thấy không? PicDefi Wallet đầy đủ. Đó. Hiện tại thì cái app PicDefi của mình á là đã có trên App Store cũng giống như CH Play. Thì bây giờ mình bấm vào tải. Chờ tải về. Thì trong cái thời gian chờ tải về á, bây giờ tất cả anh chị em có thể vào lại cái trang MarketPick cá nhân của mình. Đây MarketPick. Thì trong đây có cái phần cập nhật. Sau khi mình tải cái ví PicDefi PicDefi về, thì PicDefi là ví mình giới thiệu sơ qua về cái ví PicDefi này. Thì bản chất tất cả các ví gần như là giống nhau. Ví Trust, ví Tron Wallet hay là IM Token hay là Atomic, ví VNDC thì tất cả các ví đều giống nhau hết. Nhưng mỗi ví thì sẽ có những cái tính năng riêng, đặc biệt riêng. Thì đối với PicDefi cũng giống như là trong các slide mà gần đây CEO và các anh em leader Việt Nam đã chia sẻ, thì PicDefi là một trong những nền tảng mới. Trên nền tảng của PicDefi thì anh em có thể chuyển đổi qua lại giữa đồng Pic và tất cả các đồng token ERC20 với nhau, và cũng giống như với giữa các đồng ERC20 và Ethereum. Đây là một cái kênh thanh khoản nhanh chóng, tiện lợi cho nhà đầu tư mà không cần phải lên các sàn giao dịch để mà đăng ký KYC xác minh này kia khó khăn như trước. Thì đây là một trong những cái ví cũ của mình. Thì mình đang cập nhật ví Trust. Thì sau khi mình tải cái ví PicDefi về thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh chị em về cách kết nối giữa cái ví PicDefi của mình cùng với cái tài khoản MarketPick cá nhân của mình. Đó, đây tải, chắc tải về rồi đấy. Đây tải ví PicDefi rồi. Thì đây là giao diện của PicDefi, của app ví PicDefi. Đó, thì sau khi tại về các anh chị em bấm vào thì sẽ có giao diện như thế này. Thì bây giờ mình bấm vào, một là mình phục hồi nếu mình có cái private key cũ hoặc là 12 ký tự cũ của ví PicDefi, hoặc ví PicDefi mình mới khôi phục được nha. Thì anh chị em chú ý ở đây là cái 12 ký tự là mình dùng để khôi phục cái ví, còn cái private key là mình khôi phục lại cái địa chỉ của đồng ERC20, đồng Ethereum và tất cả các token ERC20. Đó, thì ở đây là Trung sẽ chọn cái cách mà tạo ví mới trên cái ví PicDefi này, tạo một địa chỉ ví mới. Đây bấm để tạo địa chỉ ví mới thì nó cho mình, nó yêu cầu mình nhập bát. Thì bây giờ mình nhập bát nha. Đây đang tạo ví mới, đang load tạo ví mới. Đây cái private key thì do mình đang quay thì private key nó bị che, mình tiếp tục. Thì một khi mình tạo một ví thì cái điều mình cần chú ý là cái mật khẩu, cái khóa private key của mình với cái 12 ký tự. Cái thứ hai nữa là cái khóa riêng, khóa dự phòng mà tiếng Việt nó hiện thị là cái từ khóa riêng, thì tiếng Anh nó có chữ là private key. Còn đối với cái 12 ký tự thì trong tiếng Anh nó viết là 12 keyword. Đó, còn private key là cái từ private key. Hiện tại là công ty mới cập nhật, thì bây giờ đây là địa chỉ ví, thì mình muốn gửi thì mình bấm đây gửi. Đó, mình copy địa chỉ nhận và mình bấm gửi và nhập số lượng vào đây. Đây cái phần số lượng. Đó. Còn đây là địa chỉ mình muốn gửi tới, với điều kiện là mình phải có sẵn số dư trong ví. Thì cái phần thứ hai là cái phần sưu tầm. Đó. Thì khi mà mình chút nữa mình giao dịch mình nạp vô là sẽ thấy trong cái phần sưu tầm này. Cái phần thứ ba nữa là cái phần giao dịch, đây là chưa có lịch sử giao dịch, tí nữa mình sẽ giao dịch. Đó. Cái phần nhận cũng vậy, đây là địa chỉ ví Ethereum, ETH cũng giống như tất cả các đồng token trên nền tảng ERC20 thì sẽ hiển thị cái địa chỉ ví này hoặc là cái mã QR này. Đó, bây giờ á, là nó có thêm cái phần tính năng là quy đổi. Đó, chút nữa là Trung sẽ nạp vào và Trung sẽ thực hiện quy đổi luôn. Bây giờ mình chuyển thử cái nhận thử
cái đồng pick nha. Hiện tại Trung đang lưu trữ pick trên Trade Wallet. Thì bây giờ mình chuyển qua xem nó mất bao nhiêu phút. Chuyển qua luôn, test thử thực tế luôn. Chuyển thử 100 pick. 100 đồng pick. Xong, nhét 300 mấy ngàn. Đây, chuyển qua tới video luôn. Đó, đang chuyển. Trung có sẵn đồng pick trên ví trích. Nên thời gian nó nhận là bao lâu nha. Đang chuyển. Thì trong cái quá trình chờ chuyển á, thì Trung sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà cập nhật địa chỉ ví với địa chỉ ví trên ví cá nhân của mình. Thì mình cũng vào đây vào cái phần nhận này, mình copy cái địa chỉ này. Đó, sau đó anh chị em vào lại cái phần. Đó, bây giờ Trung David sẽ thao tác kỹ để mọi người nhìn kỹ lên nha. Mình vào cái phần hồ sơ nè. Đó, mình bấm cái từ profile. Đó, vào phần hồ sơ bấm từ profile thì nó sẽ hiện ra những cái phần này. Đó, nó có rất nhiều phần thì mình chọn vô cái phần wallet. Đây phần wallet chỗ này. Đó, mình bấm vô cái phần wallet và mình bấm vô cái từ chain ở đây. Đó, cái đây là cái địa chỉ cũ ví trích của mình nha. Thì bây giờ mình sẽ update cái địa chỉ ví mới là mình mới copy hồi nãy, địa chỉ ví mới trên địa chỉ pick của mình. Đây mình bấm update chỗ này. Dán vào đây. Đó. Cái token ERC20 đồng pick cũng vậy. Nó sau khi mình bấm update đó thì Pick Market Pick sẽ yêu cầu mình gửi một cái mã xác minh. Đây có mã xác minh. Mình copy mã xác minh. Mã xác minh từ mail. Đó, mình copy mình dán vào đây. Ok. Đây là copy xong cái địa chỉ Ethereum mới. Đây mình kiểm tra lại nha. Cái địa chỉ Ethereum này với 0027. Đây 02759 0x2759. Đây 0x2759 đúng rồi. Đó. Và bây giờ mình sẽ copy tiếp tục, mình copy một lần nữa, mình copy để mà update lại cái địa chỉ ví ví đồng PIC cũng như tất cả các đồng token ERC20. Dán. Xong. Rồi bây giờ vào mail mình lấy lại cái mã xác minh. Đây có thứ hai. Tất cả mọi giao dịch liên quan tới tài khoản, liên quan tới tài sản đều bắt buộc mình phải xác minh mail. Đây là bảo mật. Bảo mật của MarketPeak. Đây mình cập xác minh xong rồi, mình cập nhật xong rồi. À, đây là địa chỉ ERC20, địa chỉ của đồng Tether, địa chỉ của Ethereum, địa chỉ của đồng PIC và tất cả các token ERC20. Còn địa chỉ ví Bitcoin của mình hiện tại đang là địa chỉ của sàn Binance. Mình đang update cái địa chỉ ví Bitcoin sàn Binance. Bitcoin thì dùng để mình rút hoa hồng hệ thống. Còn các địa chỉ PIC này là khi mình rút là công ty sẽ tự động chuyển về thẳng tất cả địa chỉ này. Thì hiện tại là Trung đang kết nối cái địa chỉ ví trên tài khoản MarketPeak cá nhân của mình với địa chỉ ví trên cái ví PIC. Ví PIC DeFi đây. Đó. Hồi nãy Trung mới chuyển là 100 PIC. 100 PIC từ cái ví trích của mình có cũ vào cái ví mới là ví MarketPeak. Ví PIC DeFi của mình. Đây 15 đồng PIC Market PIC thì trị giá là 14 đô. Thì bây giờ Trung thực hiện chuyển hoán đổi. Thay vì lúc trước là mình phải lên các sàn để mà mình thực hiện chuyển đổi, thì bây giờ cái app này của Market PIC rất là hay, là cho phép mình tự chuyển đổi trực tiếp giữa các đồng ERC20 luôn. Bây giờ mình chọn đồng PIC. Đó. Và mình muốn đổi thành đồng nào, ví dụ mình muốn đổi thành đô thì mình sẽ chọn là USD. Đổi ra đô USDT US D, đây USDC. Rất là nhiều đồng nha. Mình muốn đổi ra đồng nào thì mình sẽ chọn đồng đó. USDT. Đây USDT, mình chọn USDT. Đó, rồi mình bấm tất cả đây, từ số dư ở đây mình bấm số dư vô 100 PIC thì mình đổi. Đó, nó sẽ tính toán là đổi ra được bao nhiêu đô, 14 đô thì mình bấm. Đây là mình sẽ đổi thôi. Đó. Còn nếu mà mình muốn đổi ra cái đồng Ethereum á thì mình sẽ bấm là ETH. Đây. ETH. Đó. Đó, bây giờ Trung sẽ hướng dẫn tất cả mọi người về cách để mà rút đồng PIC về ví của mình. Thì hồi nãy Trung mới cập nhật xong cái ví PIC trên cái app mà PIC DeFi của mình, thì bây giờ mình thực hiện rút cái đồng PIC từ tài khoản, từ trang web platform là marketpeak.com sang cái app ví PIC DeFi. Đó, thì rút mình bấm vào đây việc rao đây mọi người. Đó, mình hướng dẫn lại nha. Bây giờ anh chị em vào cái phần mà wallet, mình bấm cái phần wallet.
Đó. Xong mình kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới nó có cái phần việt rau đây, việt rau. Mình bấm vào nút việt rau. Đó, vừa mình chọn rút đồng pick. Thì hiện tại là trong cái tài khoản của mình là có bao nhiêu đồng pick mình sẽ rút hết nha. Đó, ở đây là mình cứ copy đúng số lượng luôn, rút hết luôn cũng được, cho rút mắc hoặc rút lẻ và bao nhiêu cũng được, mình thích rút bao nhiêu rút. Thì bây giờ Trung sẽ thực hiện lệnh là rút hết luôn về ví của mình. Đây, nó mình bấm submit, mình nhập vào cái ô này, nhập số lượng cần rút vào cái ô này, xong mình bấm cái từ submit ở đây. Đó. À này, nó yêu cầu mình nhập cái auth, thì mình, đây Trung đang cài auth thì mình phải nhập auth. Đây mình lấy auth của MarketPick đây. Này mình lấy auth của MarketPick nhập vào. Đó, xác minh auth. Đó, vậy là xong. Thì cái lệnh rút tiền của đồng pick của mình á, rút đồng pick mình về cái địa chỉ ví pick, mình rút về bất kỳ cái ví nào cũng được nha, rút về ví Trust hay rút bất kỳ cái ví nào mà mình liên kết với cái tài khoản hồi nãy mình trên đây nè. Thì hiện tại cái tài khoản của Trung đang liên kết giữa ví pick trên cái app PicDefi với cái tài khoản cá nhân của mình, thì nó sẽ rút về 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 cái tài khoản pick trên cái ví PicDefi của mình. Thì cái việc mà thực hiện rút tiền này á, là MarketPick sẽ xác nhận trong vòng 72 tiếng. Nếu mà 72 tiếng anh chị em chưa chưa nhận được thì mình có thể gửi thông tin cho support xác nhận thủ công. Bình thường thì mình rút thì tầm khoảng đâu 5-7 tiếng, có lần thì tầm 12 tiếng là sẽ rút được đồng PIC này về tới tài khoản của mình nha. Như vậy là cái quá trình mà hướng dẫn sử dụng của mình trên cái ví PIC DeFi đến đây là kết thúc. À, thì mọi thắc mắc mọi người có chỗ nào đó chưa rõ hoặc là không hiểu có thể inbox cho mình theo số điện thoại hoặc là Zalo mình để bên dưới. À, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mọi người có thể đăng ký kênh kênh YouTube Forex, kênh đầu tư crypto của mình để có thể theo dõi thêm những cái video hướng dẫn mới. À, xin cảm ơn.